tôi rất là vinh dự được hiện diện ở đây cùng phát biểu cảm nghĩ của mình trong cái hoạt động tư vấn sức khỏe do Hội Y học thành phố kết hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện. Tôi được làm người chứng kiến trực tiếp tác động của dịch bệnh để hiểu rằng đời người thật là ngắn, và tôi càng may mắn hơn được là một người thầy thuốc, được cơ hội học hỏi, được cơ hội làm cầu nối kiến thức cho người bệnh tự biết chăm sóc sức khỏe của bản thân, được cơ hội an ủi tinh thần giúp cho người bệnh vượt qua nỗi sợ. Còn nhớ những ngày đầu tiên mà lúc nãy cô Ngọc Dung có nêu và anh Vĩnh Châu cũng có nêu, tôi là một trong những cái người đầu tiên đăng ký tham gia, 18 người đầu tiên. Và phải nói tổ chức cũng đã có phân công rất là rõ ràng, mỗi ca trực chỉ có 2 giờ đồng hồ. Nhưng mà giai đoạn đầu phải nói rằng có lẽ ở cái phòng truyền thông cũng các em cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ. Và cái số điện thoại tôi đăng ký là cái số điện thoại duy nhất thường dùng, tôi chỉ có một số điện thoại thôi. Và phải nói là trong những ngày đầu, 2 tuần lễ đầu tiên, tôi khủng hoảng vì các cuộc gọi liên tục. Mình đăng ký buổi sáng nhưng mà cả chiều cả tối đều gọi đến, kéo dài được mấy ngày thì cái sự khủng hoảng đó làm cho tôi không có sức nữa. Tôi tắt máy, tắt máy hơn 3 tiếng đồng hồ, mở lại thì có hơn 70 cuộc gọi. Thử hình dung 70 người không được trả lời. Và trong cái báo cáo vừa rồi của cô Ngọc Dung thì tôi cảm nhận rằng mình cũng có lỗi trong chuyện đó. Mặc dù phải nói rằng những cái ngày đầu ấy khủng khiếp lắm, mọi người sợ hãi có, lo âu có, và thậm chí có những cái ca không chuyển tới được cái cấp cứu, họ tìm cách để làm sao và vớ lấy chúng ta như là một cái dịp may hiếm có mà mình làm không được. Thì đó là những cái ngày đầu tiên. Sau cái tháng 7, tháng 8 thì cái tình hình nó đỡ hơn, bởi vì các cô ở tổng đài viên đã biết cách để mà lưu chuyển. Tuy nhiên những ngày đó trong tháng 7, trong tháng 8 và thậm chí những ngày đầu trong tháng 9, mỗi 2 tiếng đồng hồ chúng tôi tiếp nhận từ 20 cho tới 30 cuộc gọi và tư vấn trực tiếp. Thì phải nói rằng các quý vị hình dung 2 giờ đồng hồ cho 30 cuộc gọi gần như không nghỉ. Và cái khi làm việc như vậy thì không thấy mệt, chỉ thấy buồn và thấy thương. Bởi vì cái khi chúng ta có kiến thức chúng ta hiểu, còn người bệnh hoàn toàn không có kiến thức, người ta sợ hãi bất cứ một cái triệu chứng nào. Thành ra cái tổng đài này đó là một cái cầu nối vô cùng quan trọng, mà chúng tôi cảm nhận được cái sức của mình tới đâu thì chúng ta sẽ cố gắng tới đó để làm sao lấp được những cái chỗ trống mà người bệnh nhân đang có, những cái vấn đề thuộc về tâm lý mà người bệnh nhân người ta đang có. Được học hỏi từ cái đồng nghiệp của mình thì phải nói trong những ngày này tôi cũng cố gắng học rất nhiều, bởi vì tôi không phải là chuyên khoa về dịch tễ. Học để hiểu về COVID, để tư vấn, học để hiểu cái cách trả lời như thế nào cho người bệnh dễ dàng và thời gian nhanh nhất. Tôi làm phiền liên tục tất cả những cái đồng nghiệp. Và thí dụ như bác sĩ Trương Hữu Khanh, thí dụ như anh tiến sĩ Phạm Hùng Việt, thí dụ như phó giáo sư Đỗ Văn Dũng, thí dụ bác sĩ Lê Tiến Dũng của Bệnh viện Đại học Y Dược, vân vân. Tất cả những người tôi có số điện thoại tôi đều làm phiền người ta. Và đặc biệt nhất cô chủ tịch hội của chúng ta đây, cô phó giáo sư Ngọc Dung, thì phải nói rằng tôi cảm phục cô ấy như một vị tướng để điều hành cái công việc rất phức tạp này. Bởi vì bất cứ lúc nào tôi được gọi, có những lúc không kịp đọc sách để hiểu một vấn đề nào đó, cũng như quý vị vừa nghe là có những cái giai đoạn các cái văn bản, các thông tin thay đổi liên tục, mà mình trả lời làm sao cho người bệnh nhân an tâm nhất. Chính vì vậy đành phải gọi những người có trách nhiệm, thì cô Dung là cái người tôi làm phiền nhiều nhất. Bất cứ giờ phút nào gần như cô cũng tỉnh táo, trấn an và trả lời rất là đầy đủ. Tôi không biết là cô nghỉ lúc nào nữa. Có những lúc ngay bữa trưa không nghỉ trưa, có những lúc rất khuya cô vẫn trả lời. Phải nói là cô ấy
đúng, xứng đáng là một cái vị tướng trong cái giai đoạn dịch bệnh đang xảy ra. Đại dịch đợt 4 đã lắng dịu. Nhờ sự lãnh đạo đúng hướng, chủng vaccine đầy đủ cho dân, mọi sinh hoạt trở lại trong bối cảnh mà chúng ta gọi là bình thường mới. Dù chúng ta không nên chủ quan, nhưng vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm một chút trong thời khắc này. Những điều đã qua cho ngành y tế chúng ta những bài học lớn trong phòng chống dịch, trong việc tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở, và quan trọng là mảng truyền thông kịp thời giúp người bệnh và cả người dân hiểu biết về dịch bệnh cũng như cách tự chăm sóc trước khi đến các đơn vị y tế. Xin chân thành cảm ơn và sẵn sàng tiếp tục tham gia đồng hành cùng Hội Y học và ngành y tế khi cần thiết. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã nghe. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.